Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24 tháng 9, thời tiết Hà Nội vẫn duy trì ngày nắng nóng, đêm không mưa. Mức nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn duy trì trên 35 độ C. Nhưng khoảng từ đêm ngày 25 tháng 9, khu vực có thể có mưa, trời dịu dần. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24 tháng 9 như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, phía Bắc ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc, gió Đông, phía Nam, gió Bắc, cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.